Em Minh xin chào toàn thể quý vị các bác anh em đang theo dõi trên kênh YouTube của em ạ. Ở video này em lên cho các bác anh em một món đồ em mới sưu tầm về. Phải canh rất là lâu rồi, nay mới được gặp lại em nó. Đây là một chiếc âm ly đèn của Ý. Đó là chiếc âm ly đến từ thương hiệu của hãng Unison Resort. Với model là Simply 4. Simply 4 dòng 4 bóng nha. Class A single end. Dòng này là dòng thuần class A nên là sẽ có một chất âm cực kỳ là sâu lắng với giải bass mềm mại, và đặc biệt là giải âm đặc trưng của dòng Unison Resort này sẽ phù hợp được với rất là nhiều dòng loa cứng, ví dụ như là JBL ghép với dòng này thì sẽ cho một chất âm nó sẽ mềm mại hơn rất là nhiều. Chúng ta đang được tham quan đây, chúng ta mời các bác cùng tham quan nhìn ngắm em nó nhá. Với các bác chơi những dòng loa âm ly đèn thì sẽ dễ dàng biết cái dòng âm ly của hãng này. Thì nhiều bác sẽ chưa biết thì mời các bác cùng tham quan. Với thiết kế đậm chất châu Âu. Em này thì từ Nhật Bản về các bác nhá, hàng từ Nhật Bản về. Sử dụng nguồn điện là 100V. Máy thì còn nguyên bản, tất cả chưa có mở ốc luôn ạ. Thì ở đây thì bác chủ cũ chơi, họ lên cho mình một dàn bóng công suất L34. Thì trong đó họ giữ hai cây Unison Resin theo máy, và họ lên cho mình tiếp hai cây Siemens của Đức ạ. Đấy, L34 Siemens của Đức ở hai bên. Họ đánh kiểu dạng so le các bác. Cái ý đồ đó thì rất là nhiều các bác, em thấy rằng nhiều các bác cao thủ chơi cũng hay chơi kiểu như vậy để khai thác được nhiều chất âm. Thì nếu các bác có thể chơi so le như anh chủ cũ cũng được, hoặc là họ có gửi kèm về cho mình thêm hai cây Siemens nữa, hoặc là mình có thể thay thế đánh toàn bộ bóng Siemens luôn cũng được. Còn về phần bóng rè là bóng zin luôn của Unison Resort đi kèm. Em thì đã rồi, hàng cũng vừa mới về thì mình cũng đã test khá là lâu, được khoảng gần 2 tiếng đồng hồ trên cặp loa Antanoi Arden MK2. Thấy rằng rất là ổn, bay bổng trong trẻo và rất là hợp ăn ý với cặp loa này. Thì cặp loa này em hiện xin lỗi, chiếc âm ly đèn này thì hiện tại em mình đang có mức giá rất là tốt về trong cái đợt gì này phục vụ các bác chơi Tết nhá. Đây, tham quan các bác cùng tham quan ở phía sau dây nguồn này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái tem là Made in Italy, dạ, cũng như là số series và cặp loa. Tiếng rất là bay bổng. Vâng, thì quay trở lại thì chiếc âm ly Unison Resort Simply 4 dòng 4 bóng này em mình đang có mức giá cực kỳ tốt so với các cái mức giá trước trên thị trường. Thì em đang có mức giá chỉ có 32 triệu đồng cho chiếc Unison Resort Simply 4. Các bác nhé, thì các bác nào đang quan tâm đến dòng thương hiệu đèn của Ý nổi tiếng Unison này thì có thể chơi chiếc này với mức giá rất tốt hiện tại đang có. Thì thông qua video ai có nhu cầu thì liên hệ cho em mình ship hàng toàn quốc ạ. Và phần hai phần bóng này thì em vẫn sẽ tặng kèm cho các bác nha. Em xin dừng video, cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt các bác trong những video tiếp theo ạ.